có cái tình huống là những bạn mà nở cái khỏi trứng đấy là mình muốn đi chia sẻ với mọi người. Ôi, muốn đi chia sẻ với mọi người, tôi tìm được cái này hay lắm mà bạn ơi, đây đây nói à. Tao không có muốn nghe. Giống như mình muốn cái con gà đó nó ra khỏi trứng mà mình gõ cái trứng gì đó, nó không được, cái trứng nó phải nở từ trong. Cái con sâu nó đang làm kén lại mổ mà, ê nghe nè, ra đi làm bún. Không được. Y chang như vậy thôi. Những người mà người ta chưa có đến cái lúc hỏi câu hỏi thì cái hành trình của ta là để đặt cái câu hỏi, nhưng mà chưa đặt câu hỏi thì không, có nghĩa là chưa có gõ cửa cái trứng đó, chưa có tự trong đục cái trứng đó, nên không có chia sẻ được với mấy bạn đó. Rồi chỉ mới bắt đầu mà viết cái gì đó trên wall của mình á, về tỉnh thức á, thì bình thường nếu mà mình chụp một cái hình hay là mô tô hay là thể thực võ thuật này kia thì người ta like nhiều lắm. Cái mình đăng một cái status về tâm linh cái nó chừng 1/10 kiểu như hơi like cái cho an ủi kiểu vậy. Nhưng mà không sao, từ từ các bạn của mình nó sẽ ok quen, sẽ không có nói là bạn này chơi đá nữa. Hôm bữa có một bạn cũng tới đây này anh Trí, các bạn cũng kể là hồi nghe mấy clip của anh Trí uống thấy cũng hay, thấy nhận ra nhiều điều, thấy ông già thấy khổ quá, gửi cho ông xem, cũng coi sang kia mấy đứa này nó cười coi đâu coi, tại cũng mua tiếp của mấy người lớn tuổi là có một cái suy nghĩ là mỗi người mà đã tới thì nó phải hình thức như thế nào, phải tạo mạo ra làm sao, rồi phải nói được rồi phải cười rồi là sao, nó cũng vừa phải thôi. Đi tới đây má hỏi đi đâu có nhất. Phải kêu đi coi hài. Cho đi tới Mỹ là bị nhốt nhà. Rồi sau đó các bạn đó cũng kể là, nhưng mà 2 năm sau em bước vô phòng em thấy ông ngồi ông coi clip. Lúc hồi xưa em gửi. Bây giờ thấy kêu, hai ông ba, em kêu hai. Cũng thời điểm thôi. Có một trường hợp rất là đặc biệt nha. Đó là coi clip của anh Trí, hướng coi là thấy vui thôi, thấy thoải mái thôi, nhưng mà không hiểu gì hết. Không biết nói cái gì luôn. Mà ngồi coi rồi làm gì cũng để đó coi nghe. Mà không thấy cười thấy vui thôi. Nhưng mà cho đến cái thời điểm mà cái bữa mà như định là reset đó, là bữa đó là reset rồi đó, tự nhiên cái nó văng vẳng ở đâu đó là nhận ra thì thôi cứ thoải mái. Ở gia đình chị cũng vậy thôi ha, có mấy người kiểu như là qua nhà ba mẹ chị nói gì không hiểu hết trơn, đâu sao gia đình luôn á, mà tại vì chưa tới lúc. Nên các bạn ví dụ như bước vào không gian này rồi các bạn có cái thứ nhất là một cái ý thức, hai là cái trải nghiệm, nhưng mà các bạn không nhất thiết là bắt buộc phải chia sẻ với gia đình hay là những người thân, nếu mà người ta chưa có tiếp thu được thì thôi, không bắt buộc. Mình đang thích cái gì đó mình thực hiện đó, và mình rất là vui chơi với đó, và mình tha thiết á. Kiểu như gần đây chứ đang ngồi thiết kế một chiếc xe. Mình là người thích cái sân chơi này. Nếu mà sân chơi này chơi mà mình cảm giác như là mình đã chơi hết cái khả năng của cái cơ thể mình rồi đó. Tại cơ thể chúng ta là có biên giới, đúng không? Nó có khả năng, chúng ta không có thể chạy hơn một cái tốc độ nào đó, chúng ta nó có cái giới hạn. Thì một cái game nào đó, một cái trò chơi nào đó nó cũng có giới hạn, nó có luật của nó. Thì khi mà chúng ta đã chơi xong cái trò đó thì chứ lại thích chơi một cái trò gì đó thì mình phải khám phá, đúng không? Thì mình phải chui vào, mình xem coi mọi người thực hiện như thế nào, mình học hỏi xong rồi mình thực hiện. Thì qua cái quá trình đó nó rất là vui. Nhưng mà mình khi mà mình cảm giác như là cái đó là một cái công việc mình phải làm để sống á, thì nó hết vui. Hay là một cái mình phải học để có được cái tương lai á, thì nó lại nặng nề.
đúng không? Nhưng mà nếu mà nó chỉ chuyển cái hình thức mà mình đối đáp với nó đó, cái hình thức mà mình đặt ra cái lý thuyết đó đó, đây là một cuộc chơi thì nó rất là hấp dẫn, đúng không? Cuộc chơi nào mình cũng phải học hỏi, mình cũng phải tập, mình cũng phải, đúng không? Mình chơi gì cũng vậy, chứ chơi gì cũng phải học cái luật rồi mình chơi, nhưng mà cái quá trình đó rất là vui. À, thì đối với chị nó là như vậy. À, mà mình không có đặt cái mục tiêu là mình làm cái này ra để nó đi tới đâu, mình không có cần cái đó. Mình nói, để mình làm cái này thì tại vì mình đang vui trong cái quá trình này, giống như vũ công đang nhảy múa một cái bài ca nhạc đi, họ sẽ không có nghĩ tới cái mục đích là tôi phải nhảy xong cái bài nhạc này, nó hết vui, đúng không? Mình như nhảy xong hết nhạc, đúng không? Hay là mình đang nghe nhạc, không phải là mục đích là để mình nghe hết cái bài nhạc này, mình nghe nhạc là mình định thưởng thức cái nhạc đó, đúng không? Đâu phải là mục đích để nghe hết. Cho nên mình sống như vậy đó, không có mục đích, đúng không? Nghe nhạc giống như nghe nhạc vậy đó, không có mục đích để thưởng thức hết rồi, nó đâu có cái tương lai. Và nó đầy lắm, phải không? Là tại vì cái tâm thức đó nó không có thiếu sót, nó không có lo, nó không có sợ. Và hình thức đó đó, tại vì chúng ta nói lo sợ nó toàn là quá khứ tương lai không à, lo cho tương lai, sợ cái gì đó nó rượt tới mình từ quá khứ kiểu vậy. Khi mà cái tâm thức như vậy á thì mọi thứ nó được sắp xếp như vậy, nó được sắp xếp với sự trải nghiệm như vậy. Nói vậy nhiều khi nó hơi xa vời, nhưng mà cái tâm thức mình thoải mái thì dĩ nhiên cái lời nói của mình nó thoải mái, đúng không? Cái lời đối với mình, đối với những người mình gặp nó thoải mái. Cái cách thức mình xử sự trong cuộc sống á, nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng thoải mái, nó không có bon chen, nó không có làm ai mệt. Tại cái tâm thức mình vậy mà. Cho nên cái gì đó nó đến với mình nó cũng như vậy luôn. Người ta, những người xung quanh mình sẽ thoải mái với cái hành xử của mình thì người ta sẽ thương yêu mình. Cái đó là một cái gọi là quý hiếm nhất của cái trái đất này, chúng ta không thấy được nhưng mà chúng ta cảm giác được. Thì mọi thứ nó sẽ được sắp xếp ngon lành lắm, mình khỏi lo, khỏi mệt. Thì nãy giờ em nghe về vấn đề mục đích á, thì em thấy giống như cái bạn gái kia nói là bây giờ bạn sống bạn không có mục đích gì cả thì bạn cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi mà em làm công việc này, những khách hàng tới với em là những người thực sự họ không có định hướng trong cuộc sống, họ cảm thấy là cuộc sống mình, kể cả những người họ giàu, họ có tiền, nhưng họ nói là thực ra là họ có tiền thôi nhưng mà họ không happy. Thì khi mà em làm công việc này thì nó cũng có những cái công cụ để em có thể biết được là người ta phù hợp với cái điều gì và thực sự thâm tâm họ khao khát điều gì. Thì khi em làm việc và em chia sẻ thì lúc mà em nói ra được những cái điều họ khao khát thì họ mới biết được là cái điều đó họ đang khao khát và họ muốn làm tới nó. Thì khi họ nhận ra được điều đó thì họ mới cảm thấy là à, bây giờ họ phải biết họ phải sống như thế nào rồi, phải đi như thế nào. Chứ nếu như mà mình chỉ hạnh phúc với cái kiểu là mình thấy happy đầy đủ nhưng mà mình không có mục tiêu hay mục đích gì trong cuộc sống á, thì nó cảm thấy là mỗi ngày nó trôi qua nó rất là vô nghĩa. Tại vì khi đã đến cuộc đời này thì ai cũng có một sứ mệnh cho mình hết. Thì em nghĩ là tại có thể là bạn chưa kìm ra được cái sứ mệnh của bạn để bạn biết là mình tới đây làm gì. Và khi em giống như bản thân em làm cái công việc này thì em cảm thấy rất happy khi mà em đi làm. Mỗi ngày đi làm của em là một ngày hạnh phúc. Dù những cái lần mà em chia sẻ hay là em gặp khách hàng, có những người họ khóc sướt mướt trước mặt em bởi vì họ thật sự mất đi định hướng của mình. Và em nghĩ là ai cũng cần phải có một mục đích cho cuộc sống của mình, là tới đây để làm gì. Còn cái mục tiêu nó lại khác. Có nghĩa là khi em 20 tuổi thì em mong muốn em đạt được cái gì đó là mục tiêu, và em đạt được nó thì em sẽ có mục tiêu mới. Nhưng để em đạt được mục tiêu đó với cái mục đích gì thì nó lại khác. Thì em muốn chia sẻ ở đây là bởi vì em muốn được Han chia sẻ cho em biết. Tại vì hiện tại em sẽ mỗi ngày em tiếp xúc rất là nhiều khách hàng để mà họ mất đi định hướng. Thì em muốn biết là cái cách mà em đang hướng tới nó có đúng, hay là cái cách của các anh là sống theo kiểu là buông hết, không chấp niệm không gì cả, nó sẽ tốt hơn, sống vô tư nó sẽ tốt hơn. Đó là cái câu hỏi của em ạ. Tuyệt vời. Cảm ơn anh. Chị cũng có thỉnh thoảng giống như các bạn vậy đó, nhưng mà một hai bạn tới ngồi nói chuyện chơi thôi chứ không phải là một cái nhóm đông như vậy.
thì khi mà mình tiếp xúc với những bạn ấy đó thì mình trước hết mình phải xem cái tâm thức họ đang ở đâu, họ đang bị vướng bận với cái gì. Như nãy nói là không có mục đích đó, là những người ra khỏi kén rồi, không cần. Thế còn mà chúng ta đang bám vào cái đó, đang ở trong cái không gian đó, chưa có đặt cái câu hỏi. Có những người là họ khổ cho những cái rất là đơn giản, họ sống vì lời khen của người khác. Hãy có người lời khen của người khác thì rất là hạnh phúc, còn ai đó mình chê hay là nói mình sai thì khổ mấy tháng trời. Kiểu vậy thì mình chia sẻ ngay chỗ đó thôi, chứ mình không có nói bạn không cần mục đích gì ABC, tại họ chưa đó. Thí dụ như em có cái công việc em đó là để tư vấn cho những người đang bị vướng bận ở trong cái không gian nào đó. Mình không có thể nói bạn biến thành ông Phật đi, nó không. Ok, trò chơi á là càng phức tạp thì càng hấp dẫn, cho nên họ đang được hấp dẫn bởi cái đó nên không có buông được. Cho nên mình không có kêu buông chứ, tôi đang thích. Đúng không? Thì đang thích thì như vậy thì nó sẽ dễ hơn. Giống như là chơi đá banh vậy đó, thì nó có cách lừa để cho nó hay hơn, hay là nó có cách shoot nào để cho nó vô goal dễ hơn đó. Chừng nào mà họ mệt cái đó rồi, họ qua khỏi cái khâu đó rồi, tại sao mình cứ quăng chìa khóa đi đẩy xe hoài vậy? Không có cái cách nào khác không? Vũ trụ tuyệt vời như vậy, vũ trụ tạo ra được như vậy, thân này cái này vậy đó, tại sao phải mệt chứ vậy? Tại sao chỉ có cái này mệt thôi, mấy cái khác không mệt, đúng không? Hay sao cây sướng quá vậy, chó sướng quá vậy? Mặt trời mấy gì cũng bay lơ lửng nhẹ nhàng vậy thì chỉ có cái này mệt. Chừng nào có câu hỏi đó là nó khác. Còn nếu mà người ta chưa đặt cái câu hỏi đó thì em cứ tiếp tục hướng dẫn người ta hả? Quăng gần gần thôi. Dù như em chia sẻ một cái gì đó thì em thấy là cái hạnh phúc này nó cần có một cái điều kiện. Để hạnh phúc thì mình đạt được cái này. Để hạnh phúc mình có được cái kia. Nghĩa là mình có cái điều kiện để hạnh phúc. Điều kiện nó phụ thuộc vào cái việc mà mình sống như thế nào. Mình đạt được cái gì trong cuộc sống này. Đó, thì mình sẽ hạnh phúc với nó. Cái mà anh Trí Vũ Huấn mà nói, thường nói, thường xuyên nói thì ít cái nói những hạnh phúc đó. Hạnh phúc đó thì nhiều người nói, thành ra có ít nói cái hạnh phúc đó. Mà nói cái gọi là chân phúc. Chân phúc là hạnh phúc mà gọi là nhận ra cái chân lý, cái sự thật đó. Hạnh phúc mà tự thân là mình cảm thấy thoải mái rồi. Hạnh phúc từ bên trong á. Và mình nhận ra hạnh phúc đó và không cần có điều kiện gì cả, mình không cần phải có điều kiện gì thì mình cũng thoải mái và mình chơi với những cái điều kiện trong cuộc sống, thoải mái với nó. Nhưng mà không cần phải là người này suy nghĩ gì vì mình thì mình có hạnh phúc, mình phải có được cái gì mình có hạnh phúc, mình không cần những cái điều kiện đó nữa. Một ngày đẹp trời mình tỉnh thức, mình thấy được sự thật, giống như là mình được nhá hàng khủng như anh Trí nói. Cái câu hỏi của em ở đây là cái khoảnh khắc mà mình biết thấy được cái sự thật đó, nó có thật sự là mình thấy được, đang thấy nó hết không? Nó rất là dễ để cho một cái người nào đó mà họ nghĩ là họ đã thấy rồi, họ đã biết hết rồi, thì từ cái đó nó, em nói lớn cho mọi người nghe luôn. Dạ, từ cái đó nó dẫn dắt con người đó tới những cái hành động, những cái suy nghĩ mà nó bị trật đi khỏi cái sự thật ban đầu, cái đơn giản đơn thuần ban đầu, giống như là nó sẽ dẫn cái người đó đi tới một cái màu khác hoàn toàn với cái màu ban đầu mà người ta thấy được á. Tại vì bản thân em mấy năm qua cũng bị ngộ nhận đó mấy lần á, giống như là em thấy được cái đó, em tưởng là em tỉnh thức rồi, em phát hiện ra được sự thật, nhưng mà thật sự là càng về sau rồi, nó trong em nó hình thành ra một cái suy nghĩ, cái giọng nói giống như cái tôi nó nói em là giờ mày wow hay là mày vui vẻ vui sướng gì đi, nhưng mà rồi mày cũng mệt mỏi trở lại thôi. Nó cứ lên xuống mấy lần như vậy. Thì câu hỏi của em ở đây là mình cái khoảnh khắc đó, mình có cách nào, anh Trí có một cái mẹo nào mà để mà mình sáng suốt hơn, mình sáng suốt nhất, mình tỉnh táo nhất trong những
cái khoảnh khắc đó mình thấy được cái sự thật, để mình không có bị đi trật cái đường. Mình kiểu như là mình biết rồi, nhưng mà về sau mình càng mệt mỏi hơn. Cảm ơn em, câu hỏi hay lắm. Không phải chỉ mình em đâu nha, nhiều lắm, nhiều bạn lắm. Thì nó có hai hình thức. Một là bạn ấy kiểu ở quà cái tuyệt vời luôn, thật sự trải nghiệm đó, thật sự trải nghiệm đó. Một cái hình thức ít hơn rất là nhiều theo cái những người mà chỉ biết là một sự tưởng tượng là ra cái đó, tưởng tượng ra đó. Nhưng mà cái đó dễ nhận ra lắm. Khi mà bạn ấy chia sẻ là mình biết à không, nó không phải vậy đâu à, thì nó sự tưởng tượng thôi à. Nhưng mà ngay cả có cái gọi là bừng sáng đó, rồi nó sẽ trở lại tất cả những cái nặng nề trong chúng ta. Đây là thì em có chia sẻ một số lần về cái bóng tối tâm hồn, tâm linh à. Có nghĩa là một cái sự sáng suốt bừng sáng, xong cái một cái thời gian nó phải đi ngược lại, nó bắt buộc phải đi ngược lại. Tại vì nếu mà không á, chúng ta không thể nào không thể nào biết cái sự sáng suốt này nó thật sự sáng suốt. Nó sáng suốt nhưng mà nó không có xử lý cái gì chân thì nó có sáng suốt gì. Có nghĩa là chúng ta bị mắc kẹt, chúng ta bị bám vào những cái hình thức lập trình trước đây là chúng ta phải như vậy. Nhưng chúng ta khổ hay chúng ta bị lệ thuộc vào một cái chương trình ha, mà trước đây chúng ta bị lệ thuộc, và chúng ta còn bị lệ thuộc nặng hơn nữa mà chúng ta không có nhìn thấy được. Có nghĩa là nó chưa có thật sự đủ gần gũi với mình. Sự sáng suốt đó nó chỉ nhá một cái quá lẹ à. Còn sự sáng suốt đó nó có một cái khoảng thời gian, đối với thường là khoảng 2 tuần, lao sao 2 tuần đó. nó dày rồi. Phê với cái sự thật rồi, nên cái đó, cái vũ khí đặc biệt đó nó hơi dữ. Nó hơi đầy, nó hơi bén, hơi sáng suốt à. Còn nếu mà nó chỉ là một cái hôm đó nó ngày mai mất tiêu, nó lẹo quá. Bây giờ mình gặp tình huống đó, mình sống không có đi ngược lại cái thoải mái đó được à. Mình sẽ tưởng tượng cái thoải mái đó là một cái ảo tưởng kiểu vậy. Mà khi mà mình thoải mái có nghĩa là mình trải nghiệm cái chân phúc thật sự, mình mới mình thấy được cái sự tuyệt vời đã có sẵn. Nhưng mà nếu mà nó lẹ quá, và cái không gian mà mình sống trong cái mệt nhọc của trí năng của mình, ý thức của mình nhiều quá đó, thì mình không có đem nó cái vũ khí đặc biệt của mình nó chưa có đủ bén à. Nhưng mà ai cũng vậy đó, nó sẽ từ từ. Đây, nó sẽ gỡ bớt từ từ, đem nhiều đá lắm rồi, ba lô khiêng nhiều đá lắm rồi à. Qua bao nhiêu thời gian mà mình tự, cái tâm thức mình tự lệ thuộc vô nhiều thứ lắm, từ lớn lên được hướng dẫn bởi cha mẹ, xã hội, cô giáo, xong rồi những cái đã nằm ở trong sẵn trong cơ thể mình từ bao nhiêu thế hệ đã đi trước mình. Có nghĩa là họ tích lũy cái gì đó mà họ thực hiện truyền qua cái DNA, cho nên nó nhiều lắm, nó dày lắm. Khi mà mình không đủ cái sự sáng suốt đó, thì cái đó nó sẽ trở lại, cái lập trình đó nó sẽ trở lại. Và cái lập trình đó hồi xưa giờ nó hiệu quả cho sự sinh tồn, chúng ta mới còn ngồi đây, đúng không? Cho nên nó work, nó hiệu quả. Vì nó hiệu quả đó nên nó có cái sức ảnh hưởng, chứ không phải nó vô dụng. Nếu vô dụng thì chúng ta mất tiêu rồi, đúng không? Cái thân này nó không, cái con loài người không còn nữa, nó hữu dụng. Cho nên nhưng mà nó mệt. Bởi vì chúng ta nói ok, cái gì mà chúng ta thích á thì chúng ta dùng, cái gì mà chúng ta không thấy thoải mái á buông nó đi.
Nhưng mà cái không gian đó là một cái không gian mà cần cái sự sáng suốt, nó hơi thấm vô lâu hơn là một cái sự nhóa. Sự nhóa thì chắc nhiều bạn có lắm, nhưng mà nó phải đủ thấm kìa. Cái giai đoạn mà mới nhóa lên á, nhiều người muốn lên núi lắm. đúng rồi. Muốn lên núi, tại lên núi nó có sự đồng điệu với lại cái không gian ở trong mình á, nó thoải mái. Nhưng mà khi mà mình sống giữa xã hội này thì bắt đầu nó có những cái mà phải gọi là nó có một cái sự chỏi nhau ở giữa bên trong với bên ngoài, nó có sự chỏi nhau đó. Thật ra thì nó có nhá hàng chớm lên thì cũng có rất là nhiều người có, nhưng mà thực sự là sống với nó. Nhưng bây giờ mình sống với nó mới một cái tâm thế nó khác, một cái nhận thức khác, một cái trạng thái khác, mà anh chỉ có sử dụng là giống như là vũ khí bí mật. Thì cái đó là cái biết của mình. Trước giờ mình không biết, trước sống nó không biết. Giờ mình biết. Khi em chia sẻ thì anh thấy được là em biết. Em biết là có một khoảng thời gian như vậy, em thấy được những cái suy nghĩ của em. Thì em có cái biết rồi đó, và em sống với nó. Và có thể là một cái hành trình đó nó cũng tùy người. Nó có những cái mà anh chỉ nói là về bóng tối linh hồn. Có những người là về công việc, có người về tiền bạc, có người gia đình, có những người cũng như những cái gì mà nó mạnh nhất đối với liên quan tới mình. Thì hơn hết là mình sống và có ban đầu á, ví dụ như những người mà nãy anh Trí có nói là mà những người xung quanh á, có thể là họ có làm mình khó chịu đi, thì cái khó chịu đó nó chỉ là ở bên trong mình, nó khơi dậy thôi, nó có sẵn rồi, nó khơi dậy thôi. Thì có thể là ban đầu mình có thể là cảm thấy khó chịu thật, nhưng sau đó mình nhận ra là mình là biết ơn cái những người xung quanh mình, đúng không? Nhờ vậy mà mình thấy được cái mình cần thấy. Nó có hai cần thứ. Một là em cần cái môi trường, chúng ta cần cái môi trường để nó kích hoạt những cái gì ở bên trong mình ra. Và cái hai, đó là vũ khí của mình, là cái thấy đó, cái biết đó. Cái bóng tối tâm hồn đó nhiều khi nó lâu lắm nha. Lâu lắm đó. Chứ không phải em biết có người càng lúc càng nặng, nó khoảng 4 năm trời luôn, lâu lắm. Tùy theo á. Nó cũng tùy người. Tùy theo. Tại vì nếu mình đã đè nén nhiều thứ trong đây quá rồi, trong cái trải nghiệm cuộc sống, có nhiều người cái gọi là chúng ta gọi là tự kỷ hay là trầm cảm gì đó, cái thời gian đó nó hơi bị dày, và cái thời gian đó nó kiểu như nó nén trong đây nhiều lắm, và xong rồi giờ gọi là sáng lên, nhưng mà cái đó nó phải ói ra lại, nó không có mất đi đâu, nó tại vì nó giữ trong đó, nó phải ói ra lại, nó y chang như một diễn viên á, y chang luôn. Tại người diễn viên á, nhất là những người có những cái vai đóng nặng ở trong phim á, thì họ phải tiếp thu và họ sẽ có một cái suy nghĩ về cái nhân vật của họ rất là tiêu cực. Ví dụ người đó là trải qua một cái quá khứ rất là tồi, thì cái người diễn viên đó phải lấy hết cái quá khứ đó của cái nhân vật đó, ôm hết trong đầu mới diễn giống cái người đó được, chứ không thôi nó giả bộ. Mới có con mắt kiểu như là chúng ta nhìn là ô, con mắt này là con mắt của cái nhân vật đó đó. Thì cái đó không diễn được, cái đó phải sống. Thì cái người diễn viên sau khi cái phim á nha, chứ biết rất là nhiều người diễn viên sau khi phim là bệnh đủ thứ đó, tại cái đó nó nhả ra. Chỉ có chút xíu thôi, chỉ có vài tháng đóng phim thôi, mà sau đó là chỉ biết tới 3 người diễn viên á, mà đóng cái vai nặng xong á, là một là sốt mấy tuần, hai là nhập viện, hai người nhập viện, là tại vì vậy thôi, cái vai nó quá nặng. Mà đó, trong con người chúng ta cũng vậy, chúng ta đã sống mà hơi tự kỷ, tìm trầm cảm gì đó, nó là một cái vai diễn dài. Bây giờ nếu mà nó phúng ra đó, nó sẽ cần cái thời gian để nó nhả ra.